Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Dự án nâng cấp và mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên, đoạn đi qua địa phận tỉnh Hưng Yên khởi công từ tháng 8 năm 2021 và dự kiến hoàn thành năm 2025 với tổng vốn đầu tư 2.900 tỷ đồng. Dự án nâng cấp mở rộng khoảng 33 km trên nền đường cũ và được chia thành hai đoạn để thi công. Trong đó, đoạn 1 dài 14,5 km từ vòng xuyến huyện Văn Giang đến vòng xuyến Yên Mỹ. Các hạng mục như vạch kẻ đường, biển báo, đèn chiếu sáng và tín hiệu đã hoàn thiện. Tuyến đường chạy xuyên qua vựa cây cảnh, vùng trồng rau xanh thuộc các huyện Văn Giang và Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tuyến đường liên tỉnh cũng đi qua nhiều khu công nghiệp lớn như khu công nghiệp Khoái Châu, Yên Mỹ 2, phố Nối B. Ngoài ra còn kết nối trực tiếp với vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội hiện đang xây dựng. Các phương tiện đã có thể lưu thông theo hướng Hà Nội Văn Giang Yên Mỹ. Ở chiều ngược lại, đường vẫn đang chắn bằng các ổ bê tông. Đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên có lắp đặt giải phân cách cứng bằng bê tông, được trồng thêm cây xanh giúp phân định rõ ràng giữa đường chính và đường gom. Đường liên tỉnh được thiết kế với 6 làn xe mỗi bên 3 làn, trong đó điểm nhấn là cầu vượt trên quốc lộ 39 với 8 làn xe. Cầu vượt này thành nút giao nối trực tiếp giữa tuyến đường liên tỉnh với tuyến đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình. Cầu vượt có hai lối lên xuống. Điểm cuối giai đoạn 1 là ở vòng xuyến Yên Mỹ - Hưng Yên. Từ đây, các phương tiện có thể đi vào trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, một hướng khác về Hưng Yên và Thái Bình. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ông Ngô Tân Phượng nhấn mạnh, dự án đường vành đai 4 là công trình trọng điểm được tỉnh đặc biệt quan tâm, cần sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư nhằm đảm bảo tiến độ thi công. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến nay đã phê duyệt phương án và thu hồi đất được 363,84/374 ha, đạt tỷ lệ 97,28%, tương đương 34,3/35,3 km trên đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Bắc Ninh. Diện tích đất còn lại chưa thu hồi là 101.600 m². Ngoài giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Bắc Ninh còn được giao làm chủ đầu tư dự án thành phần 2.3 xây dựng đường song hành đường đô thị địa phận tỉnh Bắc Ninh thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Dự án này có tổng chiều dài khoảng 35,3 km, trong đó 25,6 km đường vành đai 4 và 9,7 km tuyến nối đường vành đai 4 với đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Ông Vũ Kim Lợi, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phượng Hoàng cho biết, ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng, đơn vị và các liên danh đã huy động hơn 200 nhân công, 100 máy móc, chia thành 3 ca 4 kíp với tinh thần không phút nào nghỉ ngơi, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Nhờ đó, đến nay, gói thầu thi công số 14 đã có sản lượng thi công cao nhất với hơn 30% sản lượng thi công đã hoàn thành, cơ bản hoàn thành thi công nền đường, chuẩn bị xây dựng mặt đường bê tông nhựa. Trên công trường, công nhân đang gấp rút hoàn thành các công đoạn để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tại gói thầu số 14 đoạn qua địa phận thành phố Bắc Ninh, bao gồm đường song hành trái và đường song hành phải, gói thầu số 16 có chiều dài hơn 14,2 km. Qua địa phận thị xã Quế Võ có chiều dài hơn 11,7 km. Để gói thầu thi công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, Ban Quản lý Dự án Xây dựng Giao thông đã yêu cầu liên danh nhà thầu bổ sung máy móc thiết bị, nhân lực, các mũi thi công, tổ chức thi công 3K 4 kíp và triển khai thi công ngay các đoạn tuyến đã có mặt bằng. Hiện nay, trên tuyến đang triển khai 12 mũi thi công đường, 3 mũi thi công cầu với tổng khối lượng thực hiện gần 47 tỷ đồng, đạt 4,36% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn vướng mặt bằng phần diện tích đất ở, đất giao, bán, trái, thẩm quyền của thị xã Quế Võ, thành phố Bắc Ninh tại một số vị trí. Đại diện các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu kiến nghị tỉnh xác định bảng giá đất để làm căn cứ thu hồi, hỗ trợ, bồi thường đối với phần diện tích còn vướng. Trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công gói thầu số 16, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, ông Ngô Tân Phượng nhấn mạnh, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 là công trình trọng điểm được tỉnh đặc biệt quan tâm. Vì vậy, cấp ủy chính quyền địa phương có dự án đi qua cần quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng, sớm hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ thi công. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh không có mỏ cát cung cấp cho dự án, trong khi hiện nay nguồn cát cung cấp khan hiếm và giá thành tăng cao, gây khó khăn cho các nhà thầu.
hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đang kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan ban hành cơ chế tháo gỡ khó khăn vướng mắc để điều chỉnh tổng mức đầu tư, mặt bằng, vật liệu giúp địa phương sớm hoàn thành xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Báo cáo về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến và quyết định vào kỳ họp thứ 8. Đây là dự án lớn nhất, hiện đại nhất từ trước đến nay, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 67 tỷ đô la Mỹ, tương đương với khoảng 1,7 triệu tỷ đồng theo tỷ giá hiện hành. Một trong các vấn đề được quan tâm là phương án vốn đầu tư đang được đề xuất dành cho đại dự án này. Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đã được nghiên cứu từ gần 15 năm trước. Lúc đó, quy mô GDP của Việt Nam mới chỉ khoảng 147 tỷ đô la Mỹ, con số 56 tỷ đô la Mỹ tổng mức đầu tư cho dự án chiếm tới 38% và đẩy tỷ lệ nợ công lên gần 57% GDP, là mức cao gần chạm ngưỡng cho phép. Đến thời điểm này, khi nhu cầu vận tải tăng cao, quy mô nền kinh tế năm nay dự báo đạt trên 465 tỷ đô la Mỹ, tức là cao gấp hơn 3 lần so với năm 2010, nguồn lực để đầu tư cho đường sắt tốc độ cao 67 tỷ đô la Mỹ đã không còn là trở ngại lớn. Ông Chu Văn Tuân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đến năm 2027, dự kiến chúng ta khởi công quy mô kinh tế của chúng ta đạt 560 tỷ đô la Mỹ. Với quy mô tiềm lực, nền kinh tế của chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng được. Qua đánh giá tư vấn, hoàn toàn có khả năng đáp ứng được yêu cầu, khả năng cân đối nguồn lực đầu tư. Liên quan đến hình thức và nguồn vốn đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải cho biết dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được đề xuất đầu tư theo hình thức đầu tư công bằng cả vốn ngân sách, vốn trái phiếu chính phủ và vốn vay. Ông Trần Thiện Cảnh, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam nhận định hạ tầng chúng ta đang dự kiến sử dụng nguồn đầu tư công và phần phương tiện thiết bị sẽ sử dụng vốn vay, sau đó sẽ giao cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam kinh doanh và trả nợ vốn vay đó. Sắp xếp này, chúng tôi đã đi tham khảo học tập ở 6 quốc gia và trên cơ cấu chi phí gần như vậy. Dự kiến với phương án bố trí vốn khoảng 12 năm, bình quân mỗi năm sẽ cần đầu tư khoảng 5,6 tỷ đô la Mỹ, tức khoảng 145.000 tỷ đồng theo tỷ giá hiện hành. Vấn đề thu xếp nguồn vốn cho dự án cũng đang có chiều hướng thuận lợi hơn trong thời gian tới. Đánh giá của Bộ Tài chính cho thấy, nếu được thông qua thì đến năm 2030 dự án hoàn toàn đáp ứng được 3 tiêu chí về an toàn nợ công, nợ chính phủ và nợ quốc gia đều thấp hơn mức cho phép từ 5 đến 15%. Mới đây, đoàn công tác của Ủy ban Quốc tế Quốc hội do ông Nguyễn Minh Sơn, Phó chủ nhiệm làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại tỉnh Khánh Hòa về các nội dung liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đã nhất trí cao với chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao của Đảng, Chính phủ và Nhà nước, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm đến việc xây dựng khung giá đất chung, những vị trí giáp danh giữa các tỉnh để thống nhất giá đền bù, chú trọng xây dựng khu tái định cư nguồn vật liệu. Đối với các ý kiến của địa phương về vị trí ga hành khách, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy cho biết, các đô thị có quy mô 500.000 người dân trở lên thì mới có ga, hướng tuyến đi qua 20 tỉnh thành thì mỗi địa phương phải có tối thiểu một ga. Đối với những vị trí cần phải kết nối với các phương thức vận tải khác, cần phải đặt ga do tốc độ tàu chạy rất lớn nên khoảng cách giữa các ga không quá gần. Ghi nhận kiến nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về quy hoạch ga tiềm năng tại khu vực phía nam của địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy cho biết, trong giai đoạn khai thác, khi hình thành các đô thị, thì trung tâm kinh tế mới có đủ điều kiện để đánh giá và xem xét ga bổ sung. Việc đầu tư các ga bổ sung này sẽ ưu tiên triển khai theo hướng huy động nguồn lực xã hội hóa. Về tái định cư, Bộ Giao thông Vận tải đã trình Quốc hội xin được bố trí vốn để giải phóng mặt bằng xây dựng khu tái định cư trước. Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy cũng cho biết, quan điểm của Bộ Giao thông Vận tải chỉ là làm cầu cạn qua khu vực, chia cắt cộng đồng dân cư, vị trí thoát lũ, còn những vị trí, địa hình thuận lợi vẫn xây dựng nền đất để đảm bảo hiệu quả đầu tư, tiết kiệm ngân sách. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được đánh giá sẽ là một công trình trọng điểm quốc gia, mang lại nhiều giá trị to lớn cho phát triển kinh tế của đất nước, qua đó góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, tối ưu cơ cấu thị phần, vận tải và giảm chi phí logistics. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, ông Nguyễn Minh Sơn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho biết, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất chủ trương đầu tư toàn tuyến dự án đường sắt tốc độ cao 350 km/h trên trục Bắc Nam với tinh thần chỉ đạo khẩn trương quyết tâm thực hiện dự án.
Ủy ban Kinh tế Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải, sẽ xem xét đánh giá phương án đầu tư phù hợp về tốc độ thiết kế, công năng vận tải, quy mô đầu tư, phương án khai thác, hướng tuyến, vị trí nhà ga, khung tiêu chuẩn công nghệ để hoàn thiện phương án đầu tư đảm bảo khả thi, tiết kiệm, hiệu quả. Được biết, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam từ tỉnh Khánh Hòa đi thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài khoảng trên 360 km. Riêng đoạn qua tỉnh Khánh Hòa dài khoảng 130 km đi qua thị xã Ninh Hòa, thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh và các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh. Điểm đầu của tuyến thuộc xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh và điểm cuối thuộc xã Cam Ranh Tây, thành phố Cam Ranh. Vào năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thỏa thuận với Bộ Giao thông Vận tải trên tuyến đi qua địa bàn sẽ bố trí một nhà ga, một depo, kho hàng và hai trạm bảo dưỡng. Vị trí nhà ga đặt tại xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, nằm cách tuyến quốc lộ 27C khoảng 1,5 km và cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 11 km. Vị trí dự kiến xây dựng ga Diên Khánh cách ga Tuy Hòa hơn 100 km và cách ga Tháp Chàm dưới 100 km. Vì khoảng cách này tương đối xa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xem xét bổ sung thêm hai ga ở thành phố Cam Ranh và thị xã Ninh Hòa.